Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 101. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 189. Hữu Bồ Tát do nghi cận Phật, như tiền giáo khởi trùng thuyết, dĩ ngộ tâm giả, việc chánh ưng niệm Phật cầu sanh, hà túc nghi giả. Theo quán kinh, người tu hành phải biết phép quán, hoàn toàn nương vào tâm tánh, dùng tâm tánh của chúng ta để quán y bảo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sẽ có thể hiển thị rõ ràng, minh bạch. Ngược lại, qua sự hiển thị cảnh giới y bảo và chánh bảo, cũng có thể thấy được tâm tánh của chính chúng ta hiện tiền. Nhà thiền gọi điều ấy là minh tâm kiện tánh. Đây là lý luận hết sức trọng yếu trong quán kinh. Phương pháp trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà còn thiện xảo và thuận tiện hơn quán kinh. Chẳng cần dùng đến y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cách y cũng khá rắc rối. Còn kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ dùng một câu danh hiệu, do một câu danh hiệu ấy mà hiển lộ chân tánh của chính mình. Do vậy, kinh dạy quý vị phải hệ tâm bất loạn để niệm câu danh hiệu ấy. Xét về ý nghĩa chung thì quán tưởng và trì danh giống nhau, nhưng khó hay dễ khác biệt rất lớn. Trì danh niệm Phật dễ hơn quán tưởng rất nhiều. Dạng tới đoạn này, sợ sẽ có người muốn hỏi: minh tâm kiến tánh là người khai ngộ, cả chưa khai ngộ đáng nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người khai ngộ dường như không cần thiết, không cần phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Vì vậy đại sư mới viết một đoạn như thế này: Bồ Tát vẫn phải thường thân cận Phật Đà. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy văn thù phổ hiền
và 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều là hạng minh tâm kiến tánh. Các ngài vẫn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Có thể thấy ở đây Liên Trì đại sư đã nói chẳng sai. Trong phần giáo khởi nhân duyên ở phía trước cũng nói rất nhiều. Tắc dĩ ngộ tâm giả, tức là người đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, chánh ưng niệm Phật cầu sanh, hà túc nghi giả. Kẻ chưa kiến tánh mê hoặc điên đạo, có lúc cũng chẳng mong giảng sanh tịnh độ. Hàng kiến tánh Bồ Tát tuyệt đại đa số đều mong giảng sanh tịnh độ. Từ hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy được điều này. 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều giảng sanh, đây là một chứng cứ rất rõ rệt. Hữu duy ma kim dân, tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, nhi thường tu tịnh độ, giáo hóa ư chúng sanh. Đây là dẫn chứng, dẫn bốn câu kim văn từ kinh Duy Ma để làm chứng. Tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, đấy là như kinh Bát Nhã thường nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đấy là tinh túy của kinh Bát Nhã, đó là nói về lý. Sự có phải là như vậy hay chăng? Sự thật xác thực là như vậy. Thế nhưng chẳng phải là hàng kiến tánh Bồ Tát không thấy chân tướng sự thật ấy. Chân tướng sự thật quả thật đúng như hai câu kinh ấy đã nói. Thế mà Bồ Tát vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dùng phương pháp ấy để tự hành dạy người. Từ hai câu ấy chúng ta hiểu rõ, mười phương ba đời hết thảy chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để tự mình thành Phật và giúp đỡ chúng sanh thành Phật? Chính là pháp môn niệm Phật. Bốn câu kinh văn ấy đã giảng rõ ràng, do vậy biết tánh và tướng chẳng mâu thuẫn nhau, mà viên dung là một chẳng hai. Chúng ta thường thấy không tâm và hữu tâm dường như xung đột, đó là cái nhìn của phàm phu chúng ta. Chứ đối với người thật sự nhập cảnh giới thông đạt sẽ chẳng như vậy. Một chính là hai, hai chính là một, tánh và tướng quả thật là một. Cố hoạn bất ngộ tự tâm nhĩ, chúng ta lo là lo chẳng khai ngộ, còn đang mê hoặc điên đạo, điều này đáng để chúng ta lo âu. Ngộ tâm tác vô nhật pháp xuất ư tâm ngoại, tức tâm tức cảnh, tức cảnh tức tâm. Giảng sanh tịnh độ, nguyện kiến Di Đà, bất ngại duy tâm, hà phương tự tánh. Nói thật ra, từ Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương là thấy tự tánh. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới ấy chính là tướng phần trong tự tánh của chúng ta. Chúng chính là hình dạng của chân như bổn tánh. Điều ấy cũng được kinh gọi là chư pháp thật tướng. Thật tướng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tức tâm tức cảnh, tâm và cảnh như một, tâm và cảnh chẳng hai. Chuyện này thật sự rất khó lãnh hội. Vì sao khó lãnh hội? Chúng ta mê nơi tướng. Đối với cả hai bên tánh và tướng đều mê, cho nên chẳng dễ gì lãnh hội được. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường dùng chuyện nằm mộng để tỉ dụ. Vì thời gian nằm mộng ngắn ngủi, sau khi tỉnh giấc, quý vị giác ngộ. Nhưng trong khi nằm mơ, quý vị chẳng giác ngộ. Nếu giác ngộ trong mộng sẽ rất thú vị, sẽ giống như người đã khai ngộ. Quý vị nghĩ xem, tất cả cảnh giới trong mộng có phải do tâm quý vị biến ra hay chăng?
Nếu chúng ta coi cảnh giới như mộng cảnh để nói, thì cái có thể tạo ra giấc mộng là tâm của chính quý vị. Cảnh giới trong mộng là tướng tầng do tâm biến hiện trong khi đang nằm mộng. Toàn bộ mộng cảnh chẳng phải là tâm của quý vị hay sao? Toàn bộ cái tâm chẳng phải là mộng cảnh hay sao? Tâm và mộng cảnh là một chẳng hai. Lìa mộng chẳng có tâm, lìa tâm không có mộng, tâm và cảnh như nhau. Chúng ta suy nghĩ những điều này thì cũng có lý một chút, vẫn còn có thể nghĩ thông suốt. Quý vị thật sự nghĩ thông suốt là dùng lý ấy để quan sát cảnh giới hiện thực. Cảnh giới ấy cũng giống như thế. Nếu trong cảnh giới, quý vị thấy tất cả các cảnh đều do tâm ta biến, cảnh chẳng lìa tâm chẳng lìa cảnh, quý vị sẽ khai ngộ minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, không cần đợi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đã kiến tánh. Nhưng minh tâm kiến tánh trong thế giới này chỉ thấy được một phía là ý độ trong tánh của chúng ta. Nói cách khác, chỉ thấy được phía hiện tượng ác trong tâm tánh. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thấy trong tâm tánh chúng ta còn có phương diện tốt đẹp. Giống như chúng ta nằm mộng, có lúc giấc mộng rất ngọt ngào, có lúc gặp ác mộng. Chúng ta kiến tánh trong thế giới này giống như gặp ác mộng. Trong ác mộng, hiểu tâm và cảnh như nhau. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là giấc mộng ngọt ngào, cũng biết tâm và cảnh như nhau. Khi ấy quả thực, tận hư không trọn pháp giới là một tâm. Phật Pháp nói đến tột cùng là dạy chúng ta nhập cảnh giới ấy. Bất đắc dĩ đặt tên cho cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Hiện thời chúng ta không thấy được, do đang mê nơi cảnh giới, nên cũng chẳng có cách nào khai ngộ. Đó là vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm phân biệt, chấp trước, có vọng tưởng, có phiền não. Vì thế, quý vị chẳng thể thấy chân tướng sự thật. Ở đây Đại sư bảo, giảng sanh tịnh độ, nguyện kiến Di Đà, bất ngại duy tâm. Nói thật ra, ở nơi ấy, không chỉ chẳng trở ngại duy tâm, mà còn sẽ chứng duy tâm tịnh độ. Chứng thực tự tánh Di Đà, nói thông tục là thành Phật chứng quả. Chứng quả là chứng gì vậy? Chứng đắc rõ rệt nhất chân, tâm và tánh là một chẳng hai. Chứng điều ấy, thấy điều ấy, đấy là quý vị đã chứng đắc. Hữu vấn tiếp nhân vị Hoa Nghiêm Cực Giáo, khả đắc giai ước quán hành, minh chư pháp môn, phương đẳng nhi hạ, hà đắc diệu ước quán hành. Hỏi hay lắm. Câu hỏi này là giả thiết. Giả sử có một người nêu ra câu hỏi như vậy, trong kinh Phật Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, được gọi là xứng tánh nhi đàm. Hoàn toàn là ngôn ngữ, văn tự, lưu lộ từ chân như bổn tánh. Sau khi Đức Phật đã chứng đắc chân tánh, từng câu từng chữ đều là chân tánh, nên gọi là xứng tánh chi đàm. Cũng chính vì lẽ đó, hết thảy các pháp có thể quán tâm xứng lý. Trong mỗi đoạn chú giải kinh văn, Liên Trì Đại Sư đều có viết một đoạn xứng lý. Chẳng hạn như đoạn này là xứng lý. Xứng lý nghĩa là nói tương ứng với tánh. Kinh Hoa Nghiêm được nói tương xứng với tánh. Mọi người chẳng bàn cãi điều này. Họ đều biết, đều tôn trọng Kinh Hoa Nghiêm là đại pháp nhất thừa viên giáo. Phương đẳng nhi hạ, những kinh đại thừa thông thường dường như chẳng cao sâu như thế, cỡ sao cũng có thể xếp vào loại quán hạnh, giống như Hoa Nghiêm đã nói. Kinh Di Đà thuộc thời phương đẳng, nói cách khác, chớ nên dùng cung cách phán định Kinh Hoa Nghiêm để giảng bộ kinh này. Ở đây cứ sau Liên Trì Đại Sư đàm luận xứng tánh, sau mỗi đoạn chú giải kinh văn đều có một đoạn xứng lý, tức là giải thích đoạn ấy tương xứng với tánh như thế nào. Nói thật ra, đối với chuyện này Liên Trì Đại Sư đã tốn rất nhiều tâm tư. Ngài sống vào cuối đời Minh, cách chúng ta gần 600 năm.
Trong các tự viện Tùng Lâm tại Trung Quốc thuở ấy, phong khí nhà thiền rất thịnh hành. Nếu trực tiếp phê bình sẽ khiến cho rất nhiều người khó chịu, nhưng những kẻ bình phàm lại coi thường, rẻ rúng tịnh độ. Vì thế ngài phải một phen khổ tâm, hoàn toàn dùng kinh Hoa Nghiêm để giải thích kinh Di Đà. Do lẽ đó, trong Di Đà kinh sớ sau có rất nhiều chỗ trích dẫn kinh Hoa Nghiêm. Nói cách khác, ngài đã ngấm ngầm, chẳng công khai, đề cao kinh Di Đà. Dùng gì để đề cao? Dùng Hoa Nghiêm để đề cao. Đề cao đến mức kinh Di Đà còn cao hơn kinh Hoa Nghiêm, khiến cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của pháp môn này. Hy vọng những kẻ học thiền sẽ tỉnh ngộ. Thiền chẳng thể thành công, bèn quay về niệm Phật, chắc chắn thành tựu. Đây là một phen khổ tâm của ngài. Vì thế ngài viết sớ sau quả thật đã hết sức mềm dẻo nhân nhượng, ngõ hầu đạt được lợi ích toàn cuộc. Khác hẳn Ngẫu Ích đại sư. Ngẫu Ích đại sư sống vào thời đại trễ hơn ngài. Liên Trì đại sư Hoàng Dương Tịnh Độ đã tạo thành cơ sở tương đối khá. Ngẫu Ích đại sư thừa dịp phát huy rực rỡ, thuận tiện hơn nhiều. Chẳng giống như thời đại của Tổ Liên Trì, trong thời đại ý áp lực bên ngoài rất lớn. Do vậy lúc soạn sớ sau, tổ phải cực lực dùng Nhất Thừa Viên Giáo Hoa Nghiêm và Pháp Hoa để chỉ bày sự vĩ đại và chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn này. Từ chuyện này ta cũng có thể thật sự thấy được học vận và đạo đức của tổ. Nếu ngài chẳng phải bậc đại thông gia, quả thật sẽ không thể làm được. Có thể thấy Liên Trì đại sư tinh sâu tịnh độ, y theo phương pháp này để tu hành, Hoằng Dương pháp môn này chẳng phải là mù quáng. Từ hết thể các kinh luận đại thừa, ngài đã quyết trạch pháp môn này. Chúng ta đọc truyện ký của ngài cũng có thể thấy được chuyện ấy. Dưới đây là câu trả lời. Cổ đức đáp dân, chư liễu nghĩa bất liễu nghĩa giáo, giai thị liễu nghĩa, dĩ duy nhất tâm cổ, cứ thử tắc viên cơ đội giáo, hà giáo bất viên, lý tâm thiệp sự, hà sự bất lý. Đoạn này đã giảng trọn hết Phật pháp. Nếu hỏi Phật pháp là gì, dùng mấy câu này để đáp sẽ trả lời rất viên mãn. Nói theo cách này, không chỉ kinh Phương Đẳng mà chẳng có một pháp nào không phải là Phật pháp. Quý vị nói xem, có pháp nào chẳng phải là Phật pháp? Phật pháp là gì? Duy tâm sở hiện gọi là Phật pháp. Có pháp nào chẳng do duy tâm sở hiện? Pháp nào cũng đều là. Giống như nằm mộng, tất cả cảnh giới trong mộng hoàn toàn do tâm biến hiện, tuyệt đối chẳng có cảnh giới nào không do tâm quý vị biến hiện. Có cảnh giới nào đến từ bên ngoài cái tâm của quý vị hay chăng? Không có, toàn là vật do tâm của chính quý vị biến hiện. Nếu trong mộng quý vị bỗng nhiên giác ngộ, tâm ta là gì? Tâm ở trong thân thể ta, những gì ở ngoài thân thể chẳng phải là tâm. Hiểu như vậy thì sai mất rồi. Hết thảy mọi người trong giấc mộng do chính quý vị biến ra, tuyệt đối không thể nói họ chẳng dính líu gì đến quý vị. Quý vị nằm mộng thấy hết thảy mọi người, kẻ ta ưa thích lẫn kẻ ta chán ghét, đều do chính quý vị biến ra. Trong mộng quý vị mộng thấy hết thảy mọi vật, chúng cũng do chính quý vị biến ra, chẳng có gì không do chính mình biến. Do vậy nói, ngoài pháp chẳng có tâm, ngoài tâm chẳng có pháp. Tận hư không trọn pháp giới, mười phương ba đời hết thảy dạng pháp toàn là vật được biến hiện bởi tự tâm của chúng ta. Quý vị nói xem, chân như bổn tánh ở chỗ nào? Tùy tiện lấy bất cứ pháp nào cũng đều được, chẳng có một pháp nào không phải. Giống như hỏi chúng ta về kiến tánh, tánh ở nơi đâu? Giống như quý vị nằm mơ, đang trong lúc nằm mơ hỏi quý vị tâm của anh ở đâu, tùy tiện lấy vật nào cũng được. Bởi lẽ hết thảy các pháp thảy đều do tâm tánh của quý vị biến ra, đó gọi là dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Chúng ta dùng vàng ròng chế thành mấy ngàn món, qua đến mấy dạng hình thức hình dạng, đủ mọi thứ khác biệt. Vàng ở nơi đâu? Tùy tiện lấy bất cứ vật nào cũng đều là vàng, chẳng có gì không phải. Do vậy có kẻ hỏi, chân như bổn tánh ở đâu? Không có một pháp nào chẳng do chân như bổn tánh biến ra, hết thảy các pháp đều là tướng phần, tức là hình trạng của chân như bổn tánh. Tướng là tánh, tánh là tướng.
Cho nên chẳng có pháp nào chẳng phải là chân như bồn tánh. Nếu quý vị đã hiểu thì đó là kiến tánh, được nói trong kinh Phật. Sách Giả Thế Gian có giống như vậy hay không? Đương nhiên cũng là như vậy. Phật giáo giảng như vậy, các giáo pháp ngoại đạo có giảng như vậy hay không? Thấy đều là như vậy, chẳng có một pháp nào không phải. Vì thế, đối với cảnh giới, tâm quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng liền phóng quang minh, trí tuệ liền sanh khởi. Hiện nay chúng ta bất bình đẳng trong hết thảy cảnh giới, đấy là mê, bất giác. Giác là gì? Tâm bình đẳng là giác. Chẳng mê là gì? Tâm bình đẳng chẳng mê. Vẫn còn bất bình đẳng thì là mê hoặc điên đảo. Vì vậy bản thân chúng ta phải giác ngộ. Đãi người xử sự tiếp vật, tâm chúng ta có bình đẳng hay không? Bình đẳng thì quý vị là Bồ Tát, là Phật, thật sự hành Bồ Tát đạo. Do vậy trong tâm chính mình phải thật sự bình đẳng. Nhưng đãi người tiếp vật xử sự phải dùng cái tâm bình đẳng để tùy thuận sự bất bình đẳng trong thế gian. Chẳng hạn như người ta hỏi cái gì đây, quý vị trả lời đây là một quyển sách. Nói một quyển sách tức là chẳng bình đẳng, nó không có tên mới là bình đẳng. Ta dấy lên một niệm sẽ chẳng bình đẳng, nhưng tâm ta bình đẳng vì kẻ khác gọi nó là sách, ta thuận theo kẻ khác mà gọi nó là sách, chẳng phải là ta phân biệt chấp trước. Nói đây là sách là vì kẻ khác phân biệt chấp trước thứ này là sách, nên ta cũng thuận theo sự phân biệt và chấp trước của người ấy mà phân biệt chấp trước, chính mình chẳng phân biệt chấp trước. Do vậy tâm địa tỏa quang minh, tâm địa thanh tịnh thì chân tượng sự thật. Nếu trong tâm chính mình thật sự có chấp trước phân biệt, hỏng rồi, đó là mê, chắc chắn là chưa ngộ. Chắc chắn tâm và cảnh, tánh và tướng chưa thể dung hợp thành một. Phật pháp phải học từ chỗ này, mà cũng cầu từ chỗ này. Cổ nhân nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Hết thể các kinh hoàn toàn là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trong khi giảng tựa đề Kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã nói điều này. Kinh Hoa Nghiêm là danh xưng chung của hết thể các kinh. Không chỉ gồm trọn những gì Đức Phật đã nói, mà hết thảy các pháp thế gian không do Đức Phật nói cũng đều được bao gồm toàn bộ trong danh từ này, thì ý nghĩa ấy mới được nói rất viên mãn. Ngài Tổ Liên Trì đã dùng đoạn thứ nhất để trình bày các ý nghĩa trong tựa đề kinh. Ý nghĩa ấy rất sâu, giảng tựa đề Phật Thuyết A-di-đà Kinh đến đây là hết một đoạn. Nhị dịch nhân, giảng về người phiên dịch được ghi trong phần tựa đề. Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Dịch. Phần nhân đề gồm có bốn đoạn. Đoạn thứ nhất là Diêu Tần, chỉ thời đại, niên đại trong lịch sử Trung Quốc. Có tất cả bốn triều đại chọn Tần làm quốc hiệu. Vì thế phải lấy họ của hoàng đế đặt trước chữ Tần thì mới biết là triều đại Tần nào. Tại Trung Quốc, người đầu tiên lấy chữ Tần làm quốc hiệu chính là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng họ Doanh, nên triều đại của ông ta gọi là Doanh Tần. Người thứ hai là Phù Kiên, thành lập một nước Tần tại địa bàn Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc. Lịch sử gọi triều đại này là Phù Tần. Sau khi thua trận Tỳ Thủy, Phù Kiên bị thuộc hạ là tướng quân Diêu Trành phát động chánh biến, giành ngôi hoàng đế. Quốc hiệu vẫn gọi là Tần, nên sử gọi triều đại này là Diêu Tần, thuộc thời đại Đông Tần. Tam Tạng Pháp Sư là học vị. Nay chúng ta nói đến các danh xưng học vị như tiến sĩ, học sĩ, vân vân. Vị pháp sư này có khả năng thông đạt Tam Tạng. Nói cách khác, ngài là bậc chuyên gia về Phật học, thông đạt kinh, luật, luận Tam Tạng, chỉ hiểu giới luật. Chúng ta sẽ gọi ngài là luật sư, chỉ hiểu luận,
chúng ta gọi Ngài là luận sư, đều là chưa thể hoàn toàn thông đạt. Vị hoàn toàn thông đạt được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, có địa vị cao nhất trong Phật giáo. Tam Tạng Pháp Sư đúng là tiến sĩ, học rộng nghe nhiều. Hợp vị như vậy đó, phàm những vị dịch kinh đều là Tam Tạng Pháp Sư, thông đạt hết thảy, chẳng đến nỗi dịch sai ý nghĩa. Cư Ma La Thập là tên của Pháp Sư, dịch là phiên dịch. Vua Tần Tiêu Đại chỉ ra thời đại, Tam Tạng hiện đức. Nêu bài đức năng, Ngài thông đạt Tam Tạng. La Thập xuất danh, La Thập là nêu rõ danh hiệu của Ngài. Dịch chi nhất tự kết thành năng phiên nhân giả, chữ dịch chỉ người phiên dịch. Xuất xứ thủy mạc bị tiền, tư bất trung lục. Kinh này được dịch hai lượt. Lần đầu tiên do Cư Ma La Thập Đại Sư dịch, lần thứ hai do Huyền Trang Đại Sư dịch dưới đời Đường. Trong phần trước đã từng nói rồi, không cần lặp lại. Cổ xưng thập sư, thất Phật dĩ lai dịch kinh sư giả. Do thị lược cử, thả vị thất Phật di ngôn nhĩ. Trong phần quyền nghĩa thuộc quyển thứ nhất của bộ sớ sau, đã giới thiệu tỉ mỉ tiểu sử La Thập Đại Sư. Ở đây chẳng nhắc lại, nhưng giảng vào kinh văn trong phần nhân đề chẳng thể không giới thiệu, cho nên bổ sung thêm vài ý nghĩa. Cổ đức nói, Cư Ma La Thập Đại Sư trong quá khứ là người phiên dịch kinh điển của bảy đức Phật. Đời đời kiếp kiếp phát tâm hoằng pháp lợi sanh, làm công đức phiên dịch, cho nên Ngài dịch vô cùng hay. Nói như vậy vẫn là nói đại lược, vì chỉ nêu ra bảy vị Phật gần nhất. Phu Tỳ Bà Chí Ư Thích Ca, Thủ Dĩ Chỉ Kinh Nhị Kiếp. Từ Tỳ Bà Thi Phật cho đến Thích Ca Phật, ba vị Phật cuối cùng trong kiếp trước đó. Khởi đầu kiếp này có bốn vị Phật, hợp thành bảy vị Phật, kể từ đầu đến đuôi là hai kiếp. Tỳ Bà Thi Phật, Tỳ Bà Thi dịch sang tiếng Hán là thắng quán, nghĩa là quán chiếu thù thắng. Vị Phật thứ hai là Thi Khí Phật, Thi Khí dịch sang tiếng Hán là trì kế, kế là đầu tóc kết thành búi, trì có nghĩa là gìn giữ. Vị thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật, Tỳ Xá Phù dịch sang tiếng Hán là biện nhất thiết tự tại. Vị thứ tư tức vị Phật thứ nhất trong hiền kiếp là Câu Lưu Tôn Phật. Câu Lưu Tôn dịch nghĩa tiếng Hán là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, như Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh Tiền Não, Ngài đều đoạn hết. Danh hiệu Phật có ý nghĩa ấy. Vị Phật thứ hai trong hiền kiếp tức vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, dịch nghĩa là Kim Sắc Tiên. Vị Phật thứ ba trong hiền kiếp là Ca Diếp Phật, dịch nghĩa là Ẩm Quang Phật. Quang minh của Ngài vô cùng chói lọi, khi Phật hiện diện hết thảy những ánh sáng khác đều chẳng thể thấy, giống như ban ngày dưới ánh mặt trời mà bật đèn điện chẳng thấy ánh sáng của đèn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời. Vì quang minh của Phật quá lớn, gồm thâu những ánh sáng khác nên gọi là Ẩm Quang. Vị thứ tư trong hiền kiếp là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dịch nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. La Thập Đại Sư là vị phiên dịch kinh điển của bảy vị Phật ấy, Ngài đã phát nguyện ấy. Vì sao ở đây Đại Sư nói là lược cử? Quý vị đọc đoạn văn tiếp theo sẽ biết. Nhi Di Đà thành Phật thật kiếp. A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp.
tắc trang nghiêm kiếp tiền, cánh thượng cựu kiếp, sở liệt dĩ kỷ dạng Phật. Có thể thấy rằng, nói Ngài là vị sư dịch kinh của bảy Đức Phật, đích xác là nội đại lược, chỉ giới thiệu mấy vị gần nhất, chẳng nói tới mấy vị trước đó. Nếu kể cả những vị trước đó, thì Ngài đời đời kiếp kiếp phát nguyện dịch kinh Phật. Dịch kinh Phật đều là sau khi Đức Phật đã diệt độ, lúc Đức Phật tại thì chẳng cần phải dịch. Phật dị nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Ngôn ngữ của Phật vô cùng kỳ diệu, Ngài ở nơi ấy thuyết pháp, chúng ta là hạng người nào nghe giảng cũng đều cảm thấy giống hệt như Đức Phật đang sử dụng ngôn ngữ ở quê hương ta. Bất luận người nào thân cận Phật, chẳng có ai nghe mà không hiểu lời Đức Phật nói. Sau khi Đức Phật diệt độ, hàng Bồ Tát đều có năng lực ấy, cho nên phải theo đuổi công tác phiên dịch. Ký lục phương chư Phật, mị bất tán tháng thử kinh. Trong kinh này, La Thập Đại Sư dịch là lục phương Phật, tức là mười phương hết thảy chư Phật, không có vị Phật nào chẳng tán thán bộ kinh này. Tác dạng Phật dĩ lai, vì tất dài thuyết thử kinh, vì tất dài hữu dịch giả. Đây là suy đoán dựa theo lý, tình hình nhất định phải là như thế. Chúng ta đối chiếu cẩn thận kinh Vô Lượng Thọ với kinh này để nghiên cứu, sẽ hiểu rõ một sự thật. Mười phương thế giới chúng sanh, căn tánh khác nhau. Đức Phật thuyết pháp là ứng cư thuyết pháp. Mỗi vị Phật trong mỗi thế giới, đối với chúng sanh trong mỗi thế giới ấy, sẽ nói các pháp môn khác nhau. Chỉ có một bộ kinh Di Đà này là tương đồng. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, không vị Phật nào chẳng nói, chẳng hộ trì, chẳng hoằng dương. Bộ kinh này chính là khoa mục mà chư Phật Bồ Tát trong hết thảy thế giới thuộc mười phương ba đời cùng tu. Không chỉ là cùng tu, thưa quý vị, nó lại còn là khoa mục bắt buộc phải tu của hết thảy chư Phật. Bất luận tông phái nào ở Trung Quốc, khóa tụng kinh tối đều niệm kinh Di Đà. Có thể thấy bộ kinh này vô cùng trọng yếu. Nó là pháp môn bậc nhất và bộ kinh bậc nhất để chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Nhưng hiện thời, người học Phật chuyên môn học kinh Di Đà vẫn chẳng nhiều lắm. Do nguyên nhân nào? Kinh đã nói rất rõ ràng, chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Đó là do thiện căn phước đức nhân duyên của người ấy ít ỏi. Người ấy tu những thứ khác, nếu người ấy có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, thì chuyện gì cũng không làm, chuyên tu bộ kinh này. Do vậy phải hiểu, suốt đời chuyên tu bộ kinh này, đó là thiện căn phước đức nhân duyên, thấy đều tròn đủ. Người ấy nhất định giảng sanh trong một đời này, sau khi giảng sanh nhất định thành Phật. Do vậy, người ấy không nghiên cứu tràn lan những kinh điển khác, mà chọn lấy pháp môn bậc nhất và kinh điển bậc nhất, đã được mười phương chư Phật đề xướng. Chúng ta nhất định phải nhận biết điều này. Đại sư nói hết thảy chư Phật đều giảng kinh này. Sau khi Đức Phật diệt độ, trong thời kỳ tượng Pháp hoặc mạt Pháp, kinh này nhất định phải được phiên dịch. Vì thế có những vị Bồ Tát phát tâm đời đời kiếp kiếp làm công tác dịch thuộc này. Đại khai La Thập Đại Sư thuộc loại nhân vật ấy, tuyệt đối chẳng phải là phàm nhân. Như kinh xưng mẫu Phật giả viết. Kinh xưng mẫu Phật là Ma Gia Phu Nhân, tức là mẹ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma Gia dịch sang tiếng Hán là Huyễn Sanh, vì Ma Gia Phu Nhân đã dùng pháp môn Như Huyễn để huyễn sanh ra Đức Phật. Kinh dạy trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng sanh, mười phương chư Phật mỗi ngày ba thời thuyết pháp trong bụng Ma Gia Phu Nhân.
Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát thị hiện giáng sanh trong nhân gian, tuy hoài thai 10 tháng giống như chúng ta, các ngài chẳng hứng chịu nỗi khổ thai ngục. Ở trong thai mẹ, ngài khai đại pháp hội, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp trong ấy, chư Phật Bồ Tát đều đến nghe. Bọn phàm phu chúng ta ở trong thai mẹ 10 tháng, giống như ở trong địa ngục, khổ chẳng thể nói nổi. Trong kinh Đức Phật đã hình dung nỗi khổ ấy giống như địa ngục, nên gọi là thai ngục khổ. Sau khi đầu thai, bèn mê hoặc điên đạo, giống như bị nhốt trong tù ngục. Mẹ ăn chút gì nọ, con như đang ở trong bát nhiệt địa ngục. Mẹ uống một chén nước lạnh, con giống như ở trong bát hàng địa ngục, khổ gần chết. Đức Phật giáng sanh khác hẳn, nên gọi là như huyễn là do ý nghĩa này. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Ma Gia Phu Nhân còn nói, ngài cũng là bậc đại quyền thị hiện, phát nguyện đời đời kiếp kiếp muốn làm Phật mẫu. Do vậy, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật là do ngài hoài thai sanh ra, mà 1000 vị Phật xuất thị trong hiền kiếp đều do ngài hoài thai sanh ra, đời đời kiếp kiếp làm Phật mẫu. Thể thị Phật sanh, ngã di kỳ mẫu. Ma Gia Phu Nhân nói như vậy, tử Phật già diệt. Tử Phật là La Hầu La, ngài là con của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là bậc đại quyền thị hiện. Thể thị Phật xuất, ngã di kỳ tử. Đại sư nêu 2 trường hợp trong kinh ấy để nói, dĩ thị lệ chi, thập sư dịch kinh, hà sĩ thất Phật. Tôi nghĩ có thể là ngài cũng đời đời kiếp kiếp, hệ Phật xuất thị, ngài bèn dịch kinh, ngài đều tiến hành tiền dịch. Nêu lên thí dụ này để nói rõ, nhìn từ mặt hình tượng, La Thập Đại Sư là người dịch kinh của 7 Đức Phật, nhưng bổn lai diện mục của ngài chẳng thể nghĩ bàn. Có thể là ngài cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo đuổi công tác dịch kinh. Nhi thử kinh lưu thân cửu diện, ư thị ích tính. Chúng ta lại càng tin tưởng bộ kinh này được lưu thông trong hết thảy các cõi Phật khắp 10 phương 3 đời. Nói tới các kinh khác, chưa chắc mọi thế giới đều giống nhau, nhưng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn giống nhau. Đến bất cứ thế giới nào đều thấy 2 kinh này. Xứng lý tác tự tánh dung thông ẩn hiện, thị hoa phạm phiên dịch nghĩa. Dung thông trùng trùng vô ngại, ẩn hiện là hình tượng của sự dung thông. Đúng như kinh Pháp Hoa đã nói, bách giới thiên như, trí giả đại sư đọc kinh Pháp Hoa đã nêu tỏ tinh nghĩa của kinh Pháp Hoa, khái niệm bách giới thiên như. Nói cách khác, không có một pháp nào chẳng như. Như là chân như, tức là nói về bộn tánh. Hết thảy các pháp là tướng, tướng như tánh, tánh như tướng. Chúng ta dùng một tỷ dụ để nói, thì màn hình tivi có thể hiển hiện tướng. Chúng ta sánh ví màn hình với chân như, hình tướng hiển hiện trên màn hình giống như dạng pháp. Tướng được hiển thị có rời khỏi màn hình hay chăng? Chẳng rời khỏi. Suốt ngày từ sáng đến tối hiển lộ tướng, hiển lộ các tướng hoàn toàn bất đồng, nhưng chẳng hề rời khỏi màn hình. Màn hình là năng hiển, dạng pháp là sở hiển. Sở hiển là tướng, năng hiển là tánh. Quý vị nghĩ xem, có tướng nào chẳng như? Trong những tướng được hiển lộ ấy, có tướng nào chẳng phải là màn hình? Bất luận tướng nào cũng đều là như vậy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, nay chúng ta đã thấy sâm la dạng tượng. Có tướng nào chẳng phải là chân như bộn tánh của chính mình? Thấy đều là chân như bộn tánh, hết thảy đều do chân như bộn tánh hiển lộ. Vì thế gọi là bách giới thiên như,
chẳng có pháp nào không như. Trí Giả Đại Sư đã phát minh đạo lý này từ kinh Pháp Hoa. Nếu chính Ngài chẳng chiến đạo, sẽ không thể nói ra được. Do vậy ta biết Trí Giả Đại Sư là một vị Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là phàm nhân. Minh tâm kiến tánh nói theo biệt giáo là từ sơ địa trở lên, trong viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Lão nhân gia cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà giảng sanh. Trong giảng sanh truyện có chép tên Ngài. Dung thân là tánh tướng như nhau, tánh tướng bất nhị, tức phạm khả dĩ thành hoa. Phạm là phạn ngữ, tức ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại. Hoa là ngôn ngữ của Trung Quốc. Kinh điển được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Tuy câu nào cũng là tiếng Phạn, nhưng câu nào cũng đều là tiếng Hoa. Tác hiển phi mật ngoại. Người Hoa nhìn vào văn tự tiếng Hán, nghe tiếng Hán, vừa nghe liền hiểu. Chúng ta nghe người Ấn Độ nói chuyện, đọc văn tự Ấn Độ chẳng hiểu. Không hiểu nên nghĩ là mật, còn hiểu thì là minh hiển. Hiển và mật là một, chẳng hai. Dịch ra sẽ hiểu được ý nghĩa, chẳng còn là mật nữa. Chẳng dịch thì là mật. Người khác nói, chúng ta không hiểu. Những điều người ấy nói liền biến thành mật. Người ta nói, chúng ta đã hiểu, sẽ chẳng còn là mật. Đấy chính là phạn có thể trở thành hoa, hiển chẳng ở ngoài mật. Phương hoa dị thường bất phạm, tắc mật tại hiển biên. Hiển và mật chẳng hai, hiển mật viên dung. Có những thư được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, như Đại Thừa Khởi Tín Luận do Mã Minh Bồ Tát soạn. Sau khi được truyền sang Trung Quốc, bị thất truyền tại Ấn Độ. Huyền Trang Đại Sư lại dịch ngược từ tiếng Hán sang Phạn văn. Do vậy, tiếng Hán có thể dịch sang tiếng Phạn, mà tiếng Phạn có thể dịch sang tiếng Hán. Do hội y, những vị Đại Sư dịch kinh thường làm chuyện này. Vì thế, mật ở nơi hiển, hiển ở nơi mật, hiển và mật là một chẳng hai. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh, hiệp nhập trùng trùng, diệu thể dung thân, bất nhất bất dị. Thật ra những câu này đều nói theo tánh tâm, nhất là trong cảnh giới rất cao của thiền tâm. Từ những chỗ này, chúng ta có thể thấy rất rõ dụng tâm của Liên Trì Đại Sư. Ngài luôn ngầm nói, niệm Phật chính là thiền. Những quyền nghĩa tối cao được giảng trong thiền tâm đều là những ý nghĩa trong kinh Di Đà, đều nhằm khuyên người tham thiền niệm Phật. Nếu không, Ngài nói những lời này đâu có ý nghĩa gì. Đọc những lời chú giải này có thể đoán được dụng tâm của Đại Sư biết thuở y. Trong hoàn cảnh đó, Ngài đã khéo léo uyển chuyển giải thích bộ kinh này nhằm phổ độ chúng sanh. Những ý nghĩa của thiền, giáo, mật, luật đều được nêu tỏ trong kinh này. Nói thật ra, nếu chẳng phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, quả thật cũng rất khó làm được. Trước kia Tam Tạng Pháp Sư dịch kinh này tổ chẳng dịch, Ngài chú giải cũng phải thông đạt Tam Tạng mới có thể hoàn thành. Vì thế Ngẫu Ích Đại Sư hết sức tán thán bộ sớ sau này là Bát Đại Tinh Thâm. Trước kia thầy Lý đã nói, nếu chẳng thông đạt hơn nửa bộ Đại Tạng Kinh, đọc sớ sau sẽ không hiểu. Lời ấy cũng rất có lý. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám. Nói rõ sáng và tối đối lập lẫn nhau. Sáng đến tối lui, tối lui sáng đến. Giống như người Hoa nói về kinh dịch, trong âm có dương, trong dương có âm.
Quý vị nhìn vào hình giả thái cực, màu đen tượng trưng cho âm, màu trắng tượng trưng cho dương. Trong phần đen có một điểm trắng, biểu thị trong âm có dương. Trong phần trắng có một điểm đen, biểu thị trong dương có âm. Sử dụng ý nghĩa này, tối và sáng chính là âm dương. Nói theo mặt hiện tượng, sau nửa đêm trời sáng dần sẽ thấu lộ quang minh. Đấy là thị ám trung hữu minh, đó là một hiện tượng rất rõ rệt, nhất là trên mặt biển đặc biệt dễ thấy hiện tượng này. Hiện thời giao thông nhanh chóng tiện lợi, nếu ngồi máy bay đường dài rất dễ thấy hiện tượng này, hết sức dễ thấy. Ám trung hữu minh, minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh. Nói tới sự xuyên suốt giữa hai pháp, tối vào sáng, sáng vào tối, thiệp nhập trùng trùng, có ý nghĩa giống như những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Trong quá khứ giao đời đường, hiền thủ quốc sư dạng nhất chân pháp giới, giảng về cảnh giới xen nhập lẫn nhau trùng trùng trong thập quyền môn. Hoàng đế nghe chẳng hiểu ý nghĩa này. Sư bảo hoàng đế hãy dựng một cái đình bát giác. Sau khi đình đã được cất xong, mỗi mặt đình đặt một tấm gương rất lớn. Sư nói, nếu bệ hạ không hiểu xen nhập lẫn nhau trùng trùng là như thế nào, hãy tới đứng giữa đình nhìn xem. Vua vừa nhìn thấy giống như nơi nào cũng phản chiếu, giống như một người biến thành vô lượng phân thân, cảnh giới ấy hiện tiền. Vua bèn quả nhiên đại ngộ. Do vậy tạo thành một cảnh giới như thị để nhà vua thể nghiệm. Đương nhiên cảnh giới thể nghiệm vẫn chưa phải là cảnh giới chân thật, chỉ là cảnh giới tương tự, nhưng từ chỗ ấy sẽ có thể ngộ nhập. Kinh thường dùng cây lưới của thiên đế làm tỷ dụ. Hiện nay rất ít thấy la giọng, nhưng trong các đại tự viện của Nhật Bản hãy còn có la giọng. Quá nữa, la giọng được kết bằng sợi đồng, căng trên các kèo xà khắc vẽ trong cung điện, nhằm mục đích ngăn ngừa chim làm tổ phá hư những tác phẩm nghệ thuật ấy. Mỗi mắt lưới trong la giọng của trời đế thích đều buộc một viên dạ minh châu, có tên là Mani Bảo Châu. Châu ấy tỏa ánh sáng, giống như các ngọn đèn treo của chúng ta trong hiện tại tỏa ánh sáng. Khi ánh sáng của mỗi ngọn đèn chiếu rọi lẫn nhau, các ánh sáng xen nhập lẫn nhau, chẳng thể phát bạc. Giống như trong giảng đường này, tuy đèn không nhiều lắm, có mười mấy cái đèn thôi, nhưng quý vị có biết ánh sáng này do ngọn đèn nào phát ra hay không? Ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều gộp trong ấy, đều xen lẫn, tuy xen lẫn nhưng chẳng hỗn độn. Hay khéo là hay khéo ở chỗ này. Vì sao biết chúng chẳng hỗn độn? Vì quý vị tắt ngọn đèn nhỏ này, ánh sáng của nó sẽ chẳng còn nữa. Nếu xen lộn thì lẽ ra chẳng thể tắt được, nó vẫn còn ở nơi đây. Tuy xen nhập lẫn nhau nhưng vẫn chẳng hỗn độn. Tự ngẫy vô cùng vi diệu. Do cổ nhân chẳng có nhiều đèn như thế, nên dùng la giọng của Đế Thích Thiên làm tỷ dụ. Đế giọng Thiên Châu nghĩa là giống như một ngàn ngọn đèn gộp chung lại, ánh sáng xen lẫn, diệu ảnh trùng trùng vô tận. Diệu thể dung thân bất nhất bất dị. Diệu thể là nói đến chân như bổn tánh của chúng ta. Kinh Đại Thừa dạy, tâm Phật chúng sanh ba thứ chẳng sai biệt. Tâm là thể, là cái thể có thể biến hiện. Phật là tướng giác ngộ được biến hiện bởi cái thể ấy. Chúng sanh là tướng mê được biến hiện cũng bởi cái thể ấy. Chúng ta lại lấy chuyện nằm mộng làm tỷ dụ. Cái tâm nằm mộng dĩ như cái tâm ấy. Chúng ta mơ một giấc mộng đẹp đẽ thì giấc mộng đẹp dĩ như Phật. Chúng ta gặp ác mộng dĩ như chúng sanh. Mộng đẹp hay ác mộng đều do cái tâm ấy biến hiện. Tâm giác liền hiện tự thành pháp giới, tâm mê liền hiện lục phàm pháp giới. Tự thánh và lục phàm đều do tâm này biến hiện. Nói cách khác,
tâm năng hiện và tứ thánh lục phàm được hiện làm một, chẳng hai. Cả ba thứ không sai biệt, là cùng một chuyện, là một, chẳng hai. Năng hiện là một, chỉ vì trong sở hiện có mê hay ngộ sai khác. Nhưng mê cũng là chân như bổn tánh, mà ngộ cũng vẫn là chân như bổn tánh. Chứ vậy phải biết, hết thảy chúng sanh là vật được hiện trong tâm chúng ta. Hết thảy các hiện tượng vật chất cũng là vật được hiện trong tâm chúng ta. Nếu quý vị chú tâm sẽ thấu hiểu các hiện tượng ấy, nói thật ra, điều này có thể thấu hiểu được. Ví dụ như chúng ta ngủ, nhắm mắt lại, tướng ấy có hay không? Chẳng có, thật sự không có. Đức Phật dạy chúng ta, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, đúng là chẳng thật. Mở banh con mắt, tùy theo sự phân biệt chấp trước của quý vị mà hiện những tướng ấy. Nhắm mắt lại, những tướng ấy đều chẳng còn. Tuy mở toàn mắt, trong tâm chúng ta dấy lên một niệm, tướng bên ngoài sẽ biến hóa theo ý niệm, tướng chuyển theo tâm. Ưa thích thì càng nhìn càng thích, chán ghét thì càng nhìn càng thấy ghét. Tướng có thật sự đáng ưa hay đáng ghét hay chăng? Không có, mà do tâm của quý vị xoay chuyển. Tâm của quý vị xoay chuyển, cảnh giới bên ngoài bị xoay chuyển theo, có thể thấy tướng chuyển theo tâm. Lời nói ấy rất chính xác, chẳng sai. Vì tướng là vật được biến hiện trong tâm quý vị, cho nên nó cũng chuyển biến theo tâm. Quý vị hiểu ý nghĩa này, sẽ hiểu vận mạng do chính mình nắm giữ, không thuộc quyền thao túng của kẻ khác. Chính mình có thể chuyển, phong thủy cũng do chính mình xoay chuyển, sẽ chẳng bị lừa đảo gạt gẫm. Sửa đổi phong thủy thì sửa từ chỗ nào? Sửa từ trong tâm. Tâm có thể chuyển cảnh, sửa bên ngoài nhất định chẳng thể đổi được, chẳng có ích gì. Quý vị thấy cảnh giới bên ngoài đáng ghét, chẳng vui thích, bèn sửa sao cho rất thuận mắt. Nhưng quý vị sửa trên cảnh giới, chẳng phải sửa trong nội tâm, vẫn là mê chưa ngộ, chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu dễ nhìn, nhìn lâu lại thấy đáng ghét. Có thể thấy là sửa đổi ngoại cảnh thì chẳng thể sửa được. Nếu thật sự sửa từ nội tâm, sẽ giống như Phật, Bồ Tát, thật sự đại từ đại bi, chẳng bỏ một ai. Vì sao? Kiến lập từ nội tâm, chẳng kiến lập nơi ngoại cảnh. Kiến lập trên ngoại cảnh chắc chắn chẳng thể lâu dài. Kiến lập trong nội tâm thì mới thật sự trường diễn. Kiến lập nơi ngoại cảnh sẽ không thể lâu dài, vì nó có biến hóa. Hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu tâm năng biến là thật, tưởng sở biến là giả. Giống như chúng ta nằm mơ, cái tâm nằm mộng là thật, giấc mộng là giả. Mỗi đêm nằm mộng khác nhau, đủ thấy mộng là giả tướng. Nhưng giả tướng do chân tâm biến hiện là hình dạng của chân tâm. Tâm của chúng ta biến đổi, phân biệt, chấp trước trong từng sát na. Tâm ấy bất định nên mộng cảnh mỗi đêm khác nhau. Hãy nên biết, nếu tâm định sẽ nằm mơ giống hệt như nhau. Tâm quý vị bất định cho nên tâm có hình dạng khác nhau. Tâm có hình dạng như thế nào? Trong khi nằm mơ sẽ thấy mộng cảnh là hình dạng của tâm. Tâm quý vị như thế nào? Cảnh trong mộng sẽ phơi bày rõ rệt. Nhưng cái tâm ý là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm có hình dạng ra sao? Hiện tại hình dạng của y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới chính là hình dạng của chân tâm. Nếu quý vị có thể thấu hiểu hình dạng của chân tâm trong hết thể cảnh giới, sẽ như như bất động, tự tại vô ngại, thật sự đắc pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân hoàn toàn liễu giải chân tướng sự thật thì gọi là pháp thân. Tuyệt đối chẳng còn chấp trước thân này là ta. Thân ta là gì? Hết thể dạng pháp là thân ta. Đúng như trong mộng, bỗng nhiên giác ngộ, ta này đang nằm mơ. Những gì là ta? Toàn bộ mộng cảnh đều là ta. Bản thân ta trong mộng cũng là ta. Hết thể nhân vật trong mộng cũng là ta. Núi sông đại địa cũng là ta. Chẳng có một pháp nào không phải là ta.
Vì sao? Thấy đều do tâm biến hiện, lìa tâm chẳng có hết thảy các pháp. Người đại triệt đại ngộ Phật pháp sẽ biết hết thảy nhân vật, hết thảy vạn pháp, vũ trụ, trời đất là một mình ta, là cảnh giới được hiển hiện bởi chân tâm của chính ta, giống như nằm mộng hoàn toàn hiểu rõ, cho nên cảnh giới ấy sẽ như như bất động, đây là chứng đắc pháp thân. Bát nhã là trí huệ, triệt để liễu giải là trí huệ, đạt được giải thoát nơi ấy. Giải thoát là đắc tự tại, không có mừng, giận, buồn, vui, thứ gì cũng đều chẳng có, tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, đó là đắc đại tự tại. Trong Phật pháp gọi chúng là tam đức mật tạng, bất nhất bất dị, vì tự tánh tùy duyên, cho nên chẳng phải là nhất, tùy tùy duyên, nó chẳng thay đổi, cho nên bất dị, tức là chẳng khác, là một. Nơi hữu tình gọi là Phật tánh, nơi vô tình gọi là pháp tánh. Thay đổi danh từ, Phật tánh và pháp tánh là một chẳng hai. Nhưng hữu tình và vô tình có sai biệt, một đằng là động vật, một đằng là thực vật và khoáng vật. Diện mạo bên ngoài quả thực có sai biệt. Có sai biệt thì bất nhất, nhưng xét theo tánh thì bất dị. Tâm năng biển là một chẳng hai, hoặc là loại tâm, Phật, chúng sanh, cả ba vô sai biệt. Chuyện này cũng rất rõ rệt. Người giác ngộ và kẻ mê hoặc điên đạo, tứ thánh và lục phàm chẳng một. Nhưng nói theo phương diện bổn tánh, tức là nói theo Phật tánh, tứ thánh và lục phàm bất dị. Tánh của chúng ta và tánh của chư Phật là một tánh, nhất tánh, vô nhị tánh. Liên Trì Đại Sư đã dùng đại đạo lý này để chỉ rõ văn tự Ấn Độ và văn tự Trung Quốc, bất nhất, bất dị. Nhìn từ hình tướng bên ngoài, văn tự chẳng giống nhau. Văn tự Ấn Độ và văn tự Trung Quốc hoàn toàn khác nhau, nhưng xét theo phương diện biểu đạt ý nghĩa, bất dị, dịch ra sẽ có cùng một ý nghĩa, cho nên bất dị. Từ âm thanh dùng phù hiệu để viết khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau, bất nhất, bất dị. Dùng điều này để chỉ rõ, chữ dịch trong phiên dịch cũng là lời đàm luận xứng tánh. Nếu mở rộng lý này vào cuộc sống của chúng ta, áp dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật, hết thảy sự lý, đều có thể dùng xứng tánh để giải thích. Nếu dùng xứng tánh để giải thích, sẽ đều là nhất chân pháp giới, đều là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Sau khi chúng ta học xong bộ Di Đà Kinh sớ sau này, sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu quý vị biết dùng, sẽ đại tự tại trong hiện tiền. Tuy chưa thể đích thân chứng đắc pháp thân bát nhã giải thoát, vẫn có một chút bóng dáng chứng tương tự, có một chút ý vị tương tự. Từ tương tự đến phần chứng, không có tương tự lấy đâu ra phần chứng. Tương tự được bồi dưỡng thành thói quen, sẽ bất trì bất giác đạt đến địa vị phần chứng, rất hữu ích đối với việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta, giúp chúng ta đạt nhất tâm bất loạn, giúp chúng ta tăng cao phẩm vị. Phần giới thiệu người phiên dịch đã xong. Lần sau tôi sẽ bắt đầu từ đoạn kinh văn Như Thị Ngã Văn. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.